Quang Lan, Quang Minh xin kính chào các bạn. Chiều nay mình giới thiệu với các bạn một số hướng brush, và đây là mặt hoa thực tế mình đang quay. Đây là một dòng brush xưa, nhưng mà có một điều đặc biệt đó là brush này là brush lá biên. Cách đây 6 năm khi mà mình mới bắt đầu chơi lan á, là cái dòng này lúc đó mình là cực kỳ thích luôn, nhưng mà chỉ ngắm ở trên mạng thôi chứ còn mua không nổi. Nó rất là mắc. Lúc đó là một cọng của nó là khoảng 1,2 triệu á. Nhưng mà bây giờ thì giá cả của nó bình dân, mình chơi được rồi. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một số hướng, và đồng giá là 250.000 một hướng. Các bạn yêu thích hướng nào thì các bạn ghi nhớ mã số của nó lại, và các bạn gọi điện thoại cho mình qua Lan Quang Minh với số điện thoại là 0908 846 804. Bây giờ mình sẽ quay thực tế. Đầu tiên là mình xin giới thiệu với các bạn hướng số 1, đồng giá 250.000 nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái lá của nó có biên nè. Cái này là vừa đẹp người, đẹp nết nè, đẹp hoa, đẹp lẫn lá luôn. Đây là hướng mã số 1, và đây là hướng mã số 2. Đây là hướng mã số 3. Cái này về mình trồng á, mình treo cái chỗ nắng nhiều nha các bạn. Nắng càng nhiều á thì cái biên nó sẽ càng nhiều, càng rõ, càng vàng và càng đẹp nha các bạn. Còn mình mà treo cái chỗ mà mát á, cái biên nó không có lên được, nó không có đẹp. Đây là hướng mã số 4. Cái hướng đang bông này là hướng mã số 5 nè. Mình trồng mấy cái loại lá biên này, trồng nắng càng nhiều thì lá biên hay lá phát tài cũng vậy, nắng càng nhiều thì nó, cái lá nó càng đẹp, mà hễ mát là hầu như là nó mất biên. Rồi hướng này là hướng mã số 6. Hướng này là hướng mã số 8. Hướng mã số 8 nha các bạn. Hướng mã số 8. Hướng này là hướng mã số 9. Hướng này là hướng mã số 7. Các bạn yêu thích hướng nào thì các bạn gọi điện thoại cho mình nha. Số điện thoại là 0908 846 804. Cái hoa này nó có sự đổi màu nha các bạn. Cái hoa này mới nở á, là nó màu cam vậy đó. Và dần dần nguyên cái bông màu cam này nó sẽ chuyển qua một màu vàng rất là tươi, chấm đỏ. Cái bông mới nở thì nó vậy đó. Từ từ nó sẽ đổi qua một màu vàng tươi nha các bạn. Vàng hoa mai đó, cánh sẽ đổi sang vàng hoa mai chấm đỏ, lá phát tài, hoa màu sắc đẹp mà đổi màu nữa. Đây là một dòng brush rất đáng để sưu tầm. Qua Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã xem clip. Mà cái dòng này là tính ngân mật mà nói thêm miếng nữa. Cái dòng này là các bạn trồng nắng nhiều thì nó sẽ cực kỳ xiên hoa nha các bạn. Đủ độ nắng của nó là nó xiên hoa lắm. Bây giờ thì mình chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip. See you again.